Con thưa sư, do tác động của mạng xã hội về sư Minh Tuệ nên nhiều chùa chiền đã trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo. Vậy tăng ni Phật tử cần phải làm gì để lấy lại niềm tin của dân chúng đối với đạo Phật ạ? Chùa chiền mà trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo. Thực ra chùa chiền mà vắng vẻ thì là tốt, chứ không có gì là không tốt cả. Vì mà Đức Phật xưa nay luôn luôn ưa thích ở những nơi yên tĩnh, ưa thích ở những nơi vắng vẻ. Và vì vậy nên là khi xưa có những vị phú hộ, có những vị triệu phú, có những vị cư sĩ muốn lập những cái tịnh xá để cúng dường cho Đức Phật, như là triệu phú Cấp Cô Độc khi thỉnh Đức Phật đến cái xá vệ quốc để hoằng pháp, để thuyết pháp, và cư sĩ Cấp Cô Độc có ý muốn xây dựng cái tu viện để cúng dường cho Đức Phật, thì Đức Phật chỉ nói rằng: này cư sĩ, các Như Lai ưa ở những nơi yên tĩnh, ưa thích hoan hỷ ở những nơi yên tĩnh. Tức là nói như vậy để cho cái vị thí chủ ấy muốn lập lên một cái tịnh xá, là một cái tu viện để cho Đức Phật và chư tăng tu, thì hãy chọn một cái nơi yên tĩnh mà lập, đừng có lập ở những cái nơi ồn ào. Vậy thì Đức Phật cũng không muốn là cái nơi tu tập là cái nơi phải quá là đông đảo, mọi người đến để làm gì, quan trọng gì cái chuyện đó đâu. Như vậy thì càng yên tĩnh thì càng phù hợp đối với những người có cái tâm tu tập, những cái người muốn cầu đạo giải thoát, muốn cầu cái đạo giác ngộ. Vậy cho nên là như ở đất nước Việt Nam mình thì thuở xưa vua Trần Nhân Tông đi xuất gia, vua Trần Nhân Tông còn lên tận đỉnh núi Yên Tử để tu tập ở trên đấy. Đấy là bỏ cái nơi ồn ào đi tìm cái nơi vắng vẻ. Mình đang tìm cái nơi vắng vẻ không được ấy, tự nhiên bây giờ lại mọi người ít đến chùa, mình có được cái không gian yên tĩnh vắng vẻ tốt quá còn gì nữa. Như vậy thì cái vắng vẻ yên tĩnh đấy là cái sự trả lại cái sự bình yên, trả lại cái sự yên tĩnh để cho những cái vị nào muốn tu tập thì vị ấy được thoải mái tự do tu tập, vị ấy có thể an nhiên tu tập tham thiền nhập định, không có những cái chướng ngại, thì không có những cái người ồn ào. Thì do cái tác động của mạng xã hội mà các chùa trở nên vắng vẻ, thì hãy cảm ơn cái mạng xã hội để làm cho các chùa trở lại đúng với lại cái bản chất của mình. Cái chùa đâu có cần phải đông đảo làm cái gì đâu. Thì vậy thì bây giờ những cái người mà không đến chùa khiến cho chùa được vắng vẻ, thì cái vị đấy, những cái ngôi chùa ấy, hay là những cái là do cái gì, là do cái gì mà chùa vắng vẻ, là do cái người dân không đến chùa nữa, là do vị ấy giận dỗi với chùa, hay là do người ta nói xấu chùa rồi các vị ấy nghĩ rằng chùa xấu thì không đến. Nên là làm cái gì mà để cho như là bây giờ các vị ấy không đến chùa, là vì chùa này có ba ngôi Tam Bảo này, Phật, Pháp, Tăng, thì mình bất mãn với ai? Bất mãn với Phật thì không có chuyện đó, hay là bất mãn với Pháp cũng không có chuyện đó, hay là bất mãn với Tăng thì mình không đến chùa, có thể là do mình nghe người ta nói xấu những cái vị sư sống ở chùa ấy rồi mình không đến chùa nữa. Vậy không đến chùa nữa thì ai là cái người thiệt và ai là cái người được nợ? Thì cái người mình đến chùa thì mình thì vì lợi ích của mình hay là vì lợi ích của cái vị sống ở cái ngôi chùa đấy? Đấy nào, và mình không đến chùa nữa thì ai là người thiệt? Mình thiệt hay là cái vị sống ở cái chùa đấy thiệt? Hay là cái người người ta xúi cho mình không đến chùa nữa, người ta thiệt? Đấy, trong ba cái đấy thì ai lợi ai hại? Thì cái việc mình cái người đến chùa thực ra là vì mình phải có cái mục đích gì đó mình mới đến chùa, chứ không vô duyên vô cớ, nhưng không phải là mình đi đến chùa để làm nợ cho Phật, Phật chả cần mình làm nợ gì.
Không phải là mình đi đến chùa mình làm lợi cho Pháp, Pháp chẳng cần mình làm lợi gì. Hay là mình nghĩ mình đến chùa mình làm lợi cho cái vị tăng đấy. Vị tăng cũng có thể, nếu vị cần thì vị ấy đến cầu mình, việc gì mình phải đến mình cầu người ta, làm lợi cho người ta đâu. Vậy thì cái người đến chùa là vì lợi ích cho bản thân mình. Thứ nhất là vì mình cầu phước. Thì cái mình cầu phước như là mình đến chùa đấy là mình để lễ Phật, hay là mình học đạo tu tâm. Thế mà mình lễ Phật thì mình chắp tay lễ Phật cũng có phước. Hay là mình tạo ra cái phước cúng dường. Cúng dường là mình cúng dường hương, thắp một nén hương lên cúng Phật, đấy là cúng dường. Dâng một bông hoa lên cúng Phật. Đấy là dâng hương hoa, đăng trà, có thể cúng dường bằng ánh sáng, hay trái cây, vật thực, hương hoa đăng trà quả thực dâng lên cúng Phật, cúng pháp. Nếu mình tôn trọng cái vị sư tăng đấy thì mình cúng tăng. Nếu như mình không hoan hỷ thì mình chỉ cúng Phật, cúng pháp, khỏi phải cúng tăng nữa thì cũng chẳng sao. Thì mình vậy thì đi đến chùa thứ nhất là để mình tạo cái phước cho bản thân mình, vì cửa thiền là ruộng phước điển để ta gieo hạt thánh hiền nơi tâm. Thế thì mình muốn cầu phước mình mới đến, hoặc là mình cầu phước ấy mình hồi hướng cho những thân bằng quyến thuộc của mình, những người thân đã quá vãng, nhờ hoan hỷ với những phước thiện mà được sinh về cõi này. Còn nếu như mình không đến chùa mà mình thì mình cũng một lúc nào đó mình cũng sẽ đi theo một cái tà đạo nào đấy, rồi mình sẽ bị đi theo một cái ngoại đạo hay một cái tà đạo nào đấy. Người ta đang xúi cho mình không đến chùa nữa để rồi mình đi theo những cái tà đạo ấy, đi theo những cái ngoại đạo ấy. Chứ còn một cái người trên đời thì luôn luôn phải có một cái nơi để cho mình tín ngưỡng. Hay là cái việc cái vị đấy không đến chùa, vị ấy đến chùa có thể là do mình muốn học những cái đạo lý, những cái đạo lý ở chùa, vào chùa để học đạo tu tâm. Hay là đến chùa là vì mình có những cái phiền não, mình muốn giải tỏa những cái phiền não, mình đến mình học những cái pháp môn tu tập để đoạn trừ phiền não. Như là bây giờ nếu như mà có những cái vị thầy cô giáo, người ta dạy những cái đạo lý kiến thức ở ngoài đời, có thể người ta làm những cái việc sai trái, rồi mình nghe rằng có những cái vị thầy cô giáo ở ngoài đời người ta làm những việc xấu xa, rồi hãy kêu gọi thập phương bá tánh nhân dân đừng cho con em đến trường nữa, đừng đi học nữa. Các thầy cô giáo bây giờ xuống cấp đạo đức lắm, không ai còn đạo đức gì đáng để dạy con em mình đâu. Đấy. Nếu như mà mình làm như thế thì ai thiệt? Bản thân mình thiệt hay là cái nhà trường ấy thiệt? Đấy là vậy thì cái ngôi chùa cũng giống như một cái ngôi trường học. Nếu như mình cần học những cái đạo lý thì mình mới đến chùa. Còn nếu mà mình không cần học cái đạo lý thì thôi. Hay là một cái người giỏi rồi người ta không cần đi học nữa. Thì cũng chẳng ai bắt ép, không ai bắt buộc. Hay là một cái người mà mình có thể nói rằng tôi không cần đi bệnh viện nữa, bởi vì thời nay thì nương y không còn như từ mẫu, mà thầy thuốc không còn như mẹ hiền nữa, chặt chém nhau quá, vô đạo đức hết rồi. Mình có thể nói như thế rồi, mình nói tôi bệnh tôi cũng không đi bệnh viện đâu, tôi ở nhà, tôi không đi bệnh viện đâu. Vậy thì ngôi chùa cũng là một cái ngôi trường học, mà cũng là một cái bệnh viện để điều trị những cái bệnh về tâm, về những cái bệnh phiền não, tham sân si. Nên là đến cửa thiền thực hành thiền, buông xả chứng duyên nơi trần tục là vậy. Nên đến chùa mình có thể tu tâm để đoạn trừ những phiền não. Đến chùa là để mình học những cái đạo lý để đi đến cái sự giác ngộ, để đi đến cái sự chấm dứt khổ đau. Nếu như mình đã giác ngộ rồi, mình không cần phải học những cái đạo lý giác ngộ, không cần thực hành những cái pháp đi đến giác ngộ nữa, thì cái điều đó không ai bắt buộc cả. Vậy thì cái việc mà mình không đến chùa thì ai là cái người được nợ? Mình được nợ hay là cái nhà chùa được nợ, hay là cái người xúi cho mình không đến chùa nữa người ta được nợ, hay là ai là cái người thiệt hại? Mình thiệt hại hay chùa thiệt hại? Hay là cái người xúi mình không đến chùa nữa người ta thiệt hại? Thì đấy là một cái như vậy. Thì trong giáo pháp của Đức Phật không cần chùa phải đông đảo, mà cần chùa là những cái nơi yên tĩnh có cái sự tu tập. Vậy cái người nào mà người ta có cái tâm cầu đạo thì người ta cũng không đi cầu đạo ở những cái ngôi chùa ồn ào náo động, mà người ta cũng cầu đạo ở những cái nơi yên tĩnh. Những người
Người mà muốn tu tâm, người ta muốn ẩn xa, tránh xa những cái nơi ồn ào, náo nhiệt. Vậy thì chùa mà vắng vẻ thì đấy cũng là một cái điều tốt, chứ không có một cái điều gì đáng lo ngại cả. Và cái việc mà người ta không đến chùa mà cần phải làm gì để có cái uy tín, để lấy lại niềm tin, hay là mình mất niềm tin vào tăng ni Phật tử, thì ở trên đời cũng như đạo, đạo cũng như đời, sẽ có những cái người tốt, có người xấu, không phải ai xấu hết, không phải ai tốt hết. Thời Đức Phật vậy, không phải là chỉ vì Đề Bà Đạt Đa mà nói rằng đạo Phật mất uy tín, không phải là nói là chỉ vì một Đề Bà Đạt Đa mà nói rằng đạo Phật cần phải làm gì để lấy lại uy tín. Đạo Phật không cần phải làm gì lấy lại uy tín, thì bây giờ muốn lấy lại uy tín thì tăng ni Phật tử làm đúng những cái nhiệm vụ phận sự của mình. Thì các quý vị tăng ni thì có cái phận sự đó là học kinh luận luận và thực hành giới định tuệ. Nếu mà cứ làm đúng cái phận sự, đúng cái nhiệm vụ của mình thì không ai có thể chê trách được, thì không ai có thể nào mà chỉ trích, không ai có thể phỉ báng được. Thì đúng như cái phận sự, như thời Đức Phật ngày xưa, cái vị thiện gia nam tử ấy vì lòng tin từ bỏ gia đình, sống không gia đình, rồi vị ấy đã đi xuất gia trong pháp và luật này, thì vị ấy cần phải sống như thế nào? Vị ấy cần phải ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hình lạc do ni dục sinh, có tầm, có tư. Thì cái vị ấy cần phải sống một cái đời sống thanh tịnh, ni dục, ni tham như vậy. Thì vị ấy học đúng cái pháp học của mình, học kinh luật luận và thực hành giới định tuệ. Chỉ khi nào một cái vị ấy sống ở chùa, đi xuất gia rồi, từ bỏ gia đình, sống không gia đình rồi, mà hỏi đến kinh vị ấy không biết, hỏi đến luật vị ấy không hay, hỏi đến luận vị ấy cũng chẳng biết gì, hỏi đến giới thì không có giới, hỏi đến định thì không có định, hỏi đến tuệ thì không có tuệ, thì vị ấy mới là người đáng chê trách. Cái người như vậy thì mới là mất uy tín của Phật pháp. Chứ còn một cái vị ấy có hiểu, có am hiểu về kinh luật luận và có thực hành giới định tuệ thì không ai có thể chê trách và phỉ báng các vị ấy được, trừ khi các vị ấy đã không làm đúng cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình thì mới bị người khác phỉ báng và chê trách, hoặc là các vị ấy sống có những cái tham vọng, có những cái mong cầu quá lớn, như là cái vị ấy lại muốn cho cái ngôi chùa của mình trở thành chùa du lịch, rồi bắt đầu xây dựng cho to cho đẹp lên, rồi kêu gọi thập phương ba thánh cúng dường nhiều và cúng dường nhiều vào. Thì bây giờ cái từ cúng dường là cái từ mà phản cảm nhất, gây mất uy tín nhất. Thì một cái người nào mà cứ kêu gọi cúng dường thì mất uy tín. Thì bây giờ để cho một cái ngôi chùa nó thanh tịnh vắng vẻ, không cần phải trở thành một cái ngôi chùa du lịch, thì mình sẽ có cái thời gian để tu tập. Còn cái ngôi chùa động, những ngôi chùa mà vắng vẻ, ý muốn nói là trước kia rất nhiều người đến tham quan mà bây giờ ít người đến tham quan. Vậy cái người đến tham quan đâu có lợi nạc, lợi ích gì cho ngôi chùa đấy đâu. Cái chùa du lịch thì chả qua là cái người đấy đi để thỏa mãn cái sự vui chơi, thỏa thích của mình thôi. Còn những người mà đi vì cái lòng lễ Phật hay là tu tâm thì mình có thể tạo ra một cái ban thờ Phật ở tại nhà mình được. Nếu như một người không đến chùa lễ Phật, mình có thể lập một cái ban thờ Phật ở trong tư gia của mình, để hàng ngày mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình tu tâm, thì cái điều đó vẫn hợp pháp, vẫn tạo ra được cái sự lợi lạc, lợi ích. Vậy thì một cái người mình có thể đến chùa vì cái mục đích cầu đạo, hoặc là mình có thể tự tu tập ở tại nhà mình, ở tại cái nội tâm của mình cũng được. Này thì tăng ni Phật tử thì cần làm đúng bổn phận của mình, Phật tử cũng làm đúng cái bổn phận của mình. Những người Phật tử tại gia thì hộ trì tăng ni một cách có đúng pháp, vì ấy hộ trì đúng pháp chứ không phải hộ trì một cách phi pháp. Vì ấy có cái tâm mà hộ trì thì mình hộ trì, còn nếu mà mình có tâm học đạo thì mình học đạo, thì mình tu tập tùy theo cái khả năng của mình. Thì khi nào mà chùa vắng vẻ thì không đáng sợ, thì đáng sợ
khi nào mà một cái người Phật tử ấy, người ta nhìn thấy hình ảnh của một vị sư, người ta khiếp sợ như là nhìn thấy con cọp ấy, người ta bỏ chạy ấy, thì lúc đấy mới là có vấn đề. Thì trong tạng luật, trong cái luật tỳ kheo chương Tăng Tàn thứ 6 nói về các vị tỳ kheo sống ở trong cái ngôi nàng ấy, rồi các vị ấy đi vào trong nàng xin xỏ những cái vật liệu để xây dựng cái tịnh thất cho mình, và các vị ấy xây dựng những cái tịnh thất nó lớn quá, vì lúc ấy Đức Phật chưa có quy định là xây cái tịnh thất như thế nào nó vừa phải, thì các vị ấy xin quá nhiều thứ, cho ta xin nhân công đến để dựng nhà này, cho ta xin cái búa, cho ta xin cái gỗ, cho ta xin tre, cho ta xin cỏ để nợp mái, để cho ta xin cái vật liệu này vật liệu kia. Vì các vị ấy vào trong nàng xin xỏ nhiều thứ, quá nhiều thứ như vậy, cho nên những cái người dân, người ta không thể chịu đựng được. Và vì cái lòng kính trọng Đức Phật, nhưng người ta vẫn không dám phỉ báng các vị tỳ kheo. Nhưng mà người ta tránh, cứ nhìn thấy tỳ kheo đâu người ta chạy. Người ta có thể chạy vào trong nhà, người ta đóng cửa lại, hoặc là người ta thấy vị tỳ kheo đến, người ta lẩn đi chỗ khác. Thậm chí mà có những người ta nhìn thấy con bò, người ta cũng bỏ chạy, người ta tưởng đấy là vị tỳ kheo đang đến để xin xỏ mình cái gì. Đến là đến cái mức mà người ta kinh sợ cái người xuất gia đến như vậy, do một cái người mà xin xỏ nhiều quá khiến cho người ta khiếp sợ. Thì lúc ấy có cái tôn giả Ca Diếp Cassapa cũng đi đến đấy, cái nàng ấy khất thực, thì người ta cứ nhìn thấy tôn giả người ta cũng bỏ chạy, cả cái người nàng đấy người ta bỏ chạy, và cái việc khất thực trở nên rất là khó khăn. Thì lúc ấy tôn giả Cassapa đã hỏi những người thân tín về nguyên nhân lý do gì, thì các vị ấy đã nói rằng vì các vị tỳ kheo ở đây đã làm mất uy tín của chư tăng đến như vậy đó, vì cái sự xin xỏ quá nhiều, cho nên bây giờ dân chúng ở đây rất sợ tăng chúng, chư tăng rất sợ người xuất gia. Và tôn giả Cassapa đã về trình lên Đức Phật. Rồi Đức Phật đã cho gọi tất cả các vị tỳ kheo ở cái nàng đấy đến và hỏi rằng có đúng như vậy không? Các ông đã vào trong nàng xin xỏ những vật liệu để dựng thất quá nhiều khiến cho người ta sợ hãi, người ta khiếp sợ như thế. Thì lúc ấy các vị tỳ kheo xác nhận là đúng, thì Đức Phật của trách: này những kẻ rồ dại kia, các ngươi đã làm một cái việc không xứng đáng nào, và làm như thế không phát khởi niềm tin ở những người chưa có đức tin, và làm mất cả niềm tin ở những người đã phát khởi niềm tin. Rồi nhân ấy Đức Phật mới chế ra cái giới là vị tỳ kheo nào mà xây dựng cốc niêu không có thí chủ, thì vì ấy chỉ được xây dựng cái tịnh thất cho cá nhân mình với chiều ngang 7 gang tay, chiều dài 12 gang tay. Chỉ như thế, nếu làm rộng hơn như thế thì cái tịnh thất ấy phải xả bỏ, và vị ấy phải sám hối cái tội tăng tàn, cái tội sangha-di-sê-sa. Đấy là một cái tội rất là nặng, đứng thứ hai sau với tội bất cộng trụ. Vậy thì một cái vị nào mà cứ xin xỏ nhiều ấy, thì cũng có thể làm mất cái uy tín, làm mất cái niềm tin của những người Phật tử. Rồi nhân cái sự kiện ấy, Đức Phật đã kể hai cái câu chuyện. Một cái câu chuyện liên quan đến hai cái vị ẩn sĩ sống ở cái bờ sông Hằng. Một cái vị ẩn sĩ này tu ở đấy, rồi có cái vị Long Vương hàng ngày nên thăm cái vị ẩn sĩ em và một vị ẩn sĩ anh. Vị ẩn sĩ em này hàng ngày Long Vương nên thăm, và lúc đầu thì hiện ra hình người đến thăm, nhưng khi quen thuộc rồi vị ấy lại hiện đúng cái nguyên cái thân rồng của mình, để lấy thân mình quấn vào vị ẩn sĩ, làm cho vị ẩn sĩ đó sợ hãi, khiếp sợ, và ăn không ngon, ngủ không yên, trở nên xanh xao vàng bỏ. Rồi vị ấy đến thăm người anh, người anh hỏi làm sao dạo này gầy ốm thế, và người ẩn sĩ em mới kể lại câu chuyện về con rồng như vậy, và người anh mới dạy là thế ông có muốn cho nó không đến nữa không, và dạ em muốn như thế. Rồi người anh mới dạy rằng mỗi khi nó đến thì hãy xin nó cái hòn ngọc ấy, và này rồng hãy cho ta xin cái viên ngọc ở trên cổ, hãy cho ta xin viên ngọc. Và lần sau thì cái người em đã làm như thế, thấy rồng đâu và này rồng ơi cho ta xin viên ngọc ở trên cổ ngươi, thế là con rồng nó ẩn mất luôn, chạy luôn. Rồi lần thứ hai đến cũng xin, rồi lần thứ ba con rồng ấy nó đến nó xin, rồi nó biến mất và không bao giờ nó quay trở lại nữa. Thì lúc đấy người em lại tiếp tục lâu ngày không có rồng đến thăm, lại nhớ rồng ấy, lại xanh xao vàng bỏ. Thế là như thế, là nếu như mình mà muốn cho ai đó người ta không đến chùa nữa
thì cứ xin người ta hết cái này đến cái khác thì người ta thấy khiếp, người ta không bao giờ dám lên chùa nữa. Đấy là cái cách mà có thể làm cho một cái người mình có thể làm cho người đấy không đến mà không mất lòng, đó là cứ xin xin, cứ thấy người ta có gì tốt nhất thì xin. Đấy là xin xỏ là mất niềm tin, xin xỏ sẽ mất hết Phật tử, xin xỏ là người ta chạy mất. Rồi Đức Phật lại kể một cái câu chuyện thứ hai. Đức Phật kể rằng có một cái vị tỳ kheo cũng sống ở bên cái bờ sông Hằng, và ở trong cái khu rừng ấy rất là thích hợp để vị ấy ngồi thiền. Nhưng cứ đến đêm là có một đàn chim ở khắp nơi nó bay về và nó kêu ầm ĩ khiến cho vị ấy ngồi thiền không được. Rồi vị ấy về trình Đức Phật điều ấy. Đức Phật cũng dạy là thế ông có muốn cho những con chim ấy nó không đến cái khu rừng đấy nữa không? Vị ấy trả lời bạch Thế Tôn có. Rồi Đức Phật dạy rằng vậy thì đến canh hai giữa đêm đi vào cái khu rừng ấy và nói ba lời cái câu rằng là này hỡi các loài chim, mỗi vị hãy cho ta một cái nông vũ. Nói ba câu như vậy thôi. Và vị ấy cũng làm đúng như thế. Nửa đêm thì đi vào khu rừng ấy nói ba cái lần như vậy. Thì những con chim ấy nó hiểu được tiếng người. Có những con chim vẫn hiểu rõ tiếng người. Và nó biết rằng cái vị sa môn này đang muốn xin nông của chúng ta. Vậy chúng ta không bao giờ đến đây nữa. Và cái đàn chim ấy đã rủ nhau đi biệt tâm, không bao giờ trở lại. Rồi Đức Phật cũng nói như vậy, đối với các hàng Phật tử tại gia, người ta làm ra tài sản nó rất khó khăn, giữ gìn tài sản rất khó khăn, cũng giảng bao nhiêu tùy tâm, tùy khả năng của người ta, không được xin xỏ một cách quá đáng, làm cho người ta sợ hãi, người ta khiếp, người ta không dám đến hộ trì Phật Pháp nữa. Như vậy, nên ở trong Kinh Pháp Cú mình có câu như ong đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy mật, bậc thánh đi vào nàng. Với một cái vị đi vào nàng khất thực xin ăn, một cái sự thánh thiện như vậy, không vì cái sự khất thực của mình mà làm cho người ta tán gia bại sản, không vì cái sự khất thực của mình mà làm cho người ta phiền não khổ tâm, không vì cái khất thực của mình mà làm cho người ta phải kêu ca phàn nàn, không vì cái khất thực của mình mà làm cho người ta phải quay lại người ta phỉ báng Phật Pháp. Vậy nên là hãy sống thiểu dục, hãy sống chi túc, hãy sống biết đủ, hãy sống đơn giản nhất. Thì đấy là cái cách để mình lấy lại uy tín. Thì có như thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi số 2 ạ. Dạ, thưa sư, các Phật tử tại gia có được học giới luật của người xuất gia không? Và khi thấy người xuất gia phạm giới thì có được nói ra không? Và nói lời của người xuất gia thì có mắc tội không ạ? Nói lỗi của người xuất gia thì có mắc tội không ạ? Giới luật của Đức Phật thì chỉ dạy cho mình những điều lành và ngăn ngừa không cho mình làm những điều xấu, làm những cái điều tốt đẹp, chứ không nên làm những điều xấu xa. Vậy giới luật là tốt đẹp, dạy những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp thì việc gì phải giấu giếm. Và khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chế ra một cái giới nào thì khắp dân chúng ở cái quốc độ đấy đều biết hết. Tăng ni Phật tử, rồi cho đến cả những cái dân chúng, cho đến cả ngoại đạo, cho đến cả hàng vua chúa, người ta đều biết Đức Phật chế ra cái giới đấy và các vị tỳ kheo không được làm việc ấy. Người ta biết rõ ràng vị tỳ kheo không được hành dâm hay là không được nói dối về pháp thượng nhân, không được lấy trộm cắp, không được xúi dục cho người ta tự tử chết hoặc là giết người. Đấy là phạm vào tội bốn tội bất cộng trụ hay và những cái tội khác nhọn hơn. Thì vì những người Phật tử người ta biết rằng các vị tỳ kheo phải giữ những cái giới như vậy, các vị ấy không được làm như vậy. Và khi nào các vị ấy mà làm những cái việc ấy thì người ta sẽ nói ra mặt Đức Phật của các ông dạy con không được làm việc đấy, tại sao con lại làm việc ấy? Chính vì khi Đức Phật thuyết ra những giới luật như vậy, khắp dân chúng đều biết như vậy, cho nên các vị tăng ni cần phải giữ cái giới ấy một cách trọn vẹn, không dám vi phạm giới nào. Như là có những cái tên cướp, như nó bắt được một số vị tỳ kheo, nó cướp đồ xong nó lấy cái dây, nó trói vị ấy lại.
Và nó biết là Đức Phật chế ra cái giới là vị tỳ kheo không được chặt phá cây cối. Nếu vị này mà vùng vẫy mạnh sẽ đứt dây neo, vị ấy sẽ phạm giới. Và cái tên cướp nó biết như thế nên nó chỉ cần dùng cái dây neo nó trói vị tỳ kheo nè. Mà vị ấy vì giữ giới không dám nhúc nhích, cứ nằm im. Rồi vị ấy nằm vậy, vị ấy thiền quán. Và có những vị thiền quán như vậy mà đắc A-la-hán. Có những vị nằm đấy mà chờ chết. Thế là người ta biết rõ cái giới nuột người xuất gia. Như vậy thì Đức Phật đâu có che giấu giới. Như vậy thì người Phật tử tại gia được phép học giới của người xuất gia chứ. Chứ không có cái chuyện mà người tại gia lại không được học giới của người xuất gia. Người Phật tử tại gia càng biết về giới của người xuất gia, càng có lợi nạc, càng có lợi ích. Vì càng biết giới của người xuất gia càng không dám phạm giới. Còn người Phật tử mà không biết giới của người xuất gia phạm giới một cách ngang nhiên vì chẳng ai biết. Mấy người xuất gia biết với nhau nhưng các vị che giấu cho nhau thì ai mà biết được. Vì vậy nên là mình phải học, phải nghiên cứu, phải hiểu, biết về những cái giới của người xuất gia vì Đức Phật không có cấm. Và cho đến ngày nay vẫn những truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy là vẫn công khai giảng dạy giới của người xuất gia cho hàng tại gia. Vì những người tại gia người ta biết được à, người đi xuất gia là phải giữ giới như vậy, vì ấy phải giữ giới như thế, vì ấy là giữ giới vì ấy, cho nên là người ta mới hộ trì giới cho người xuất gia. Vì người tại gia người ta biết vị xuất gia là không được kêu gọi người ta cúng giảng, cho nên người Phật tử tại gia người ta đứng lên người ta kêu gọi thay, người ta bảo khi nào thầy xây chùa thì thầy nói với con để con sẽ làm thí chủ hộ độ cho. Và cái người cư sĩ ấy người ta mới đứng lên, người ta mới xây dựng cái chùa chiền ấy. Hay là những cái các hàng Phật tử tại gia người ta biết về giới nuột, người ta biết rằng người xuất gia không được múa hát, cho nên là người ta không có hát hò ở chỗ có người xuất gia. Người ta biết là người xuất gia là không được xúc chạm với người nữ, cho nên là người nữ người ta không dám đụng chạm vào người xuất gia. Chứ ở Việt Nam thì hầu như hàng tại gia không biết giới nuột người xuất gia, gặp thầy bắt tay thế. Người nữ gặp thầy nam bắt tay, thầy xoa đầu con cái. Nhưng mà với những cái quốc gia mà là Phật giáo Nguyên Thủy như Thái Lan hay Miến Điện hay là Tích Nan thì hầu như hình như người ta được học những cái giới nuột của người xuất gia từ ở trên trường phổ thông. Ở các trường phổ thông hầu như người ta đã được học, người ta được học cái nuột của người xuất gia là như vậy. Vậy cho nên là những cái quốc gia mà được học về nuột nghi của người xuất gia như vậy, người ta rất kính trọng người xuất gia, người ta hết lòng kính trọng người xuất gia. Thậm chí cả những cái cả những chính quyền ở cái đất nước đấy người ta cũng rất kính trọng người xuất gia, và những cái dân chúng ở đấy người ta rất kính trọng người xuất gia. Vì vậy cho nên là những cái nước nào mà bây giờ có Phật giáo Nguyên Thủy còn giữ nguyên cái truyền thống giới nuột của Đức Phật và giảng dạy rộng rãi cái giới nuột của Đức Phật thì ở những cái nơi ấy Phật giáo vẫn được coi là quốc gia, và cái nơi ấy Phật giáo rất hưng thịnh, và người Phật tử không bao giờ người ta thoái mất niềm tin, người ta có niềm tin tuyệt đối vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Cho nên là với một cái người tu mà đi đến những cái đất nước đấy thì sẽ thấy nó khác hoàn toàn với những cái nước mà Phật giáo không được phổ biến một cách rộng rãi, nhất là giới nuột không được phổ biến một cách rộng rãi, thì người ta không biết rằng những cái ông xuất gia sống ở trong chùa làm cái gì. Ông làm cái gì ở trong chùa rồi, người ta lấy bụng ta suy ra bụng người. Người ta nghĩ rằng mình ở nhà không có việc gì làm, mình làm gì? Mình đánh cờ, đánh bạc cho nó vui. Mình ăn nhậu uống rượu chè cho nó vui, mình ca hát nhảy múa cho nó vui, mình xem phim chuyện cờ bạc rượu chè nói chuyện nhảm nhí cho nó vui. Vậy thì mấy ông sư ở chùa chắc ông cũng thế. Ông nhàn nhã ông làm gì chắc ông làm mấy cái việc nhảm nhí tùm bậy bạ đấy. Có thể người ta sẽ nghĩ như thế và người ta sẽ không tôn trọng người tu vì người ta không biết người tu tại sao lại phải sống như thế. Người ta không biết là những ông ấy giữ những cái giới hạnh như vậy. Một cái vị tu là giữ 200 bao nhiêu giới như vậy. Một cái vị ni là phải giữ 300 bao nhiêu giới như vậy. Thế thì có rất là nhiều những cái nuột nghi phép tắc không được làm mà người ta chỉ thấy là các vị ấy sao nó sống nó cứ kỳ dị thế nào, sống không giống ai, không giống đời. Thì người ta không biết thì cái giới nuột vậy. Thì cái người Phật tử tại gia được phép học cái giới nuột của người xuất gia. Và có được nói cái nỗi của người xuất gia không? Mà thầy phạm giới có được nói không? Được nói sao không được nói? Nói quá đi chứ.
Như như là thời Đức Phật có tôn giả Udaji đi vào trong nhà, trong xóm làng, đi vào trong một cái nhà của cư sĩ, rồi ngồi nói chuyện với một cái cô con dâu của cái nhà này. Hai người ngồi trong cái phòng kín nói chuyện với nhau. Rồi cái bà Phật tử Visakha bà đi qua, bà nhìn thấy thế, bà trách ngay, bà nói: thưa thầy, thầy có thể thầy làm cái điều này nó không xứng đáng với cái pháp của Sa môn. Có thể là thầy không có cái ý xấu gì, nhưng cái đối với các hàng Phật tử tại các người đời chúng con thì không thể tin được. Có thể là thầy không có cái ý xấu gì, không làm cái việc xấu gì, nhưng người ta nhìn vào người ta không tin. Dù ông là đang là người ngồi đấy với cái tâm tốt, nhưng mà người ta vẫn nghĩ xấu. Người ta vẫn lấy bụng ta suy ra, một người bảo nếu mình mà ngồi với một cái người nữ ở nơi vắng vẻ như này mình sẽ làm gì. Thì bây giờ người ta cũng sẽ nghĩ cái ông ấy như vậy. Và cái bà Visakha bà đã nói nên cái lời đấy. Và cái điều được khi được đến tai Đức Phật thì Đức Phật mới chế ra cái giới. Vậy thì một vị tỳ kheo không được ngồi ở cái nơi vắng vẻ với một người nữ. Vậy nên là người nữ khi mà đến chùa để gặp một vị sư mà là chùa nam phải đi hai người, hoặc là phải hai người trở nên mới được nói chuyện với một cái vị nam, một cái vị tỳ kheo, chứ không được một người mà nói chuyện. Hay là hai người đấy ở cái nơi khuất không ai thấy cũng là một cái nỗi. Hai người ấy nói chuyện ở một cái nơi vắng vẻ mà nó không khuất mắt nhưng nó khuất tai cũng không được. Hay là xúc chạm thân thể với nhau cũng không được. Nên là vì vậy nên là khi nói chuyện ở đấy người ta có thể tố cáo một cái tội gì thì vị ấy sẽ mắc vào cái tội ấy, và dễ sinh ra cái hiểu lầm, dễ sinh ra cái nghi ngờ và làm mất uy tín. Nên Đức Phật của trách cái vị Udaji này, kẻ rồ dại kia, người đã làm một cái việc không xứng đáng, là một vị sa môn, là mất niềm tin của những người đã có niềm tin, không phát khởi niềm tin những người chưa có niềm tin. Và vì vậy cho nên là một cái người xuất gia mà phạm giới thì cái vị ấy có thể được phép thức tỉnh. Có thể là phạm giới cho si mê, do chủ quan, do phóng dật, hay là do cố ý thì vị ấy có thể bị chỉ trích. Nếu như vị ấy cứ cố ý phạm, nói thức tỉnh nhiều lần mà vẫn không có thực hành thì có thể là sẽ bị người ta chỉ trích. Hoặc là cái người lịch sự thì người ta chỉ thức tỉnh nhắc nhở: thưa thầy, thầy làm vậy có phạm giới không? Thầy làm thế có phạm giới không? Đối với một vị thầy thì có thể là nghiêm khắc đối với đệ tử của mình, không được phạm giới này, không được làm cái việc kia, như thế là phạm giới. Nhưng mà cái trong luật vẫn cho những cái người đệ tử nhắc nhở thầy mình nếu thầy mình phạm giới. Thì ấy cũng có thể nhắc nhở là: thưa thầy, thầy làm thế có phạm giới không? Thầy làm như thế có đúng với giới luật không? Có hợp pháp không? Đấy là như vậy. Thì cái người Phật tử tại gia cũng là đệ tử của người xuất gia, cũng có thể thức tỉnh nếu như mình biết được cái giới ấy, mình có học, mình nắm được vị đấy là người xuất gia phải giữ những giới như vậy, vị ấy làm như vậy là phạm giới, làm như vậy là ô nhiễm. Như vậy thì nếu như cái giới luật của người xuất gia được ban hành, được giảng dạy rộng rãi, tất cả mọi người người ta biết đến những giới luật ấy rồi, thì người xuất gia không dám sống một cách buông thả, không dám sống một cách phóng dật, không dám sống một cách bừa bãi nữa, mà các vị ấy sẽ phải nghiêm túc giữ gìn cái giới hạnh của mình. Và vì vậy cho nên nó sẽ tăng trưởng thêm cái niềm tin cho những người tại gia, và nó sẽ tăng trưởng cái đạo hạnh cho người xuất gia. Người xuất gia giữ được giới thanh tịnh thì sẽ giữ được nội tâm thanh tịnh, giữ được nội tâm thanh tịnh thì sẽ phát triển được cái trí tuệ thủ thắng, sẽ đi đến giác ngộ giải thoát. Vì ấy giữ được giới như vậy thì vị ấy sẽ là một cái bậc thiện lành, là chư tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Vị ấy là ngay thẳng như vậy thì vị ấy xứng đáng là đệ tử Đức Thế Tôn, chân chánh như vậy, chánh trực như vậy. Vị ấy tu tập theo giới định tuệ như vậy, hướng đến đoạn trừ phiền não tham sân si như vậy, hướng đến chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn như vậy, thì vị ấy xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cung kính, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Vì ấy mà có các vị xuất gia có giữ giới hạnh như vậy thì đáng để cho những người tại gia cung kính cúng dường. Còn vị ấy lại không giữ giới hạnh như vậy, ô nhiễm như vậy, vị ấy lại năng xăng phóng dật không nghiêm túc như vậy, vị ấy lại không sống theo chánh đạo, vị ấy lại làm những cái việc tà đạo như vậy,
vì ấy tu tập mà không có hướng đến đoạn trừ tham sân si, không hướng đến giác ngộ giải thoát, mà lại bị trói buộc như vậy, tham lam như vậy, sân hận như vậy, tà kiến như vậy, ô nhiễm như vậy, ô uế như vậy, thì vị ấy không đáng được tôn trọng, không đáng được cúng kính, không đáng được cúng dường, không đáng được chắp tay. Vì ấy không có làm lợi ích gì cho đời, không đáng là cái phước điển cho đời. Thì vì vậy cho nên là người xuất gia muốn hộ trì Phật pháp thì vị ấy phải biết được giới luật của người xuất gia. Vị ấy cần phải học và nghiên cứu và biết giới luật của người xuất gia. Thấy người xuất gia phạm giới thì vị ấy có thể nhắc nhở một cách lịch sự. Và vị ấy mà có thể vị ấy biết được những cái giới luật, vị ấy sẽ biết cách hộ trì Phật pháp có lợi nào, có lợi ích. Vị ấy cũng sẽ biết được ai là cái người có giới hạnh đáng để tôn trọng cung kính cúng dường, ai là cái người không có giới hạnh, ai là cái bậc thiện tri thức đáng để học hỏi, ai là ác tri thức đáng phải tránh xa. Này, thì chỉ có căn cứ vào giới luật và quan sát vị ấy có giữ gìn hay không thì vị ấy mới biết được. Dạ con thưa sư, con xin đọc tiếp câu hỏi ạ. Dạ con thưa sư, một thầy tu đi cùng xe ô tô với một ni cô, chỉ có hai người trên xe thì có phạm giới không ạ? Nếu mà một vị tăng hay là một người nam mà đi xe ô tô với một ni cô hay là với một người nữ là có phạm giới trầm trọng, phạm giới phạm vào cái giới rất là nặng, đối với cả cái vị thầy đấy với cả với cái sư cô ấy đều phạm giới cả. Vì hai người đi chung trên xe, đấy là phạm vào cái giới là ở chung một cái nơi khuất vắng với người nữ. Và cái đấy đã là phạm vào một cái giới rồi, giới bất định rồi. Và trong khi ngồi chung xe như vậy, các vị ấy có thể vì nó có cái khoảng cách riêng tư, các vị ấy có thể nói những lời hoa tình với nhau. Khi nói lời hoa tình là phạm tội tăng tàng. Các vị ấy có thể đụng chạm vào nhau, nó phạm vào cái xúc chạm nam nữ, nó cũng phạm vào những cái tội tàn phế như vậy. Hay là cái vị đấy hẹn hò đi chung với nhau, nó cũng phạm vào cái giới không được hẹn hò. Đi chung với một vị ni cô, một vị tăng không được hẹn hò đi chung đường, đi chung xe, đi chung thuyền, đều là phạm giới hết. Và cái vị ni cô ấy cũng phạm giới, không cẩn thận còn phạm giới ba la di bất cộng trụ nữa là khác. Nên là vì vậy nên là một cái vị tăng muốn giữ được cái giới hạnh cho mình, muốn giữ được cái niềm tin cho đời, thì vị ấy tuyệt đối không bao giờ ngồi xe mà chỉ có một nam một nữ. Hai người chỉ có một nam một nữ ngồi trên cái xe ấy thì cái giới hạnh không được trong sạch. Thì cái vì người Phật tử tại gia mà người ta biết được cái giới của người xuất gia, người ta sẽ chỉ trích, người ta phỉ báng. Dù người ta không biết, người ta nhìn thấy vậy, người ta mất niềm tin, người ta cũng có cái tâm hoài nghi, có cái sự nghi ngờ, người ta không còn tôn trọng, không kính nể đối với những vị như vậy nữa. Vậy thì hai người đi trên một xe là có phạm giới và không được phép như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trí Thông ạ. Dạ, con thưa sư, khi hành thiền con lấy đề mục hơi thở làm chỗ nương tựa, không giữ được tâm định tĩnh. Con cảm nhận mình có triền cái nặng, tâm si và dễ hôn trầm. Con nên tu tập theo pháp môn đề mục nào được ạ? Con tin thành kính chia tựa. Nếu mà tu tập cái đề mục hơi thở nó có cái hôn trầm như vậy, có thể mình hành sai nó cũng sinh ra hôn trầm. Hoặc là lúc mình hành mình để tâm nó chú tâm mạnh quá, nó đơ tâm ra nó hôn trầm. Để tâm nhẹ quá, để tâm nhẹ quá thì nó trượt ra khỏi hơi thở nó cũng hôn trầm. Khi nào biết cách chú tâm một cách vừa vừa, quan tâm vào một điểm nhỏ để sát ở điểm xúc chạm và hơi hơi biết hơi thở vào ra, chú tâm mức vừa phải, khi nó căng quá thì giảm bớt chú tâm đi, khi mà nó nơ nà quá thì hơi chăm chú lên thì nó sẽ tỉnh táo ra. Rồi nó hôn trầm thì cũng cứ biết hơi thở đấy, rồi cái hôn trầm thì nó sẽ hết đi, nó sẽ tỉnh lại. Nếu như nó cứ tiếp tục hôn trầm nữa thì
thực hành pháp thiền niệm ơn Đức Phật, hoặc là đại tâm từ, hoặc là niệm về sự chết khoảng 20-30 phút đầu để cho tâm mình nó căng ra. Khi mà tự thực hành những cái pháp ấy phải suy luận nhiều, như niệm ơn Đức Phật, hình dung là hình ảnh Đức Phật, là cái tâm nó căng lên. Rồi niệm A-la-hăng suy xét đến ý nghĩa của ơn Đức Phật nữa. Đức Thế Tôn là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, ngày xứng đáng được cúng nhường A-la-hăng, A-la-hăng. Vì lúc ấy tâm nó bắt nhiều đối tượng suy luận liên tục, như vậy không còn cái thời gian để cho nó an nhàn. Nhưng khi mình chú trên hơi thở, nó quá an nhàn, nó hay sinh ra hôn trầm, thì lúc ấy quay ra niệm ơn Đức Phật thì sẽ cũng sẽ làm cho tâm tỉnh táo lên được một chút. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con thưa sư, xin đưa cho con hỏi tu như thế nào để đạt được căn không tiếp xúc với trần ạ? Căn không tiếp xúc với trần, ai bắt mình tiếp xúc đâu. Khi tiếp xúc mà tâm không động thì tu là để khi nào sáu căn mình tiếp xúc với cháu trần, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Thì đấy mới là cái việc mình tu, chứ còn để sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì mình nhắm mắt lại, bịt tai lại, bịt mũi miệng lại, mình không có tiếp xúc với cái gì nữa là xong. Nhưng mà để mình tiếp xúc mà tâm không ô nhiễm thì mới cần phải tu tập bằng cái cách, bằng cái sự thực hành thiền chỉ quán. Thì những người mà mình chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, thì các căn mình nó tiếp xúc với các trần, nó cũng tiếp xúc trong cái chánh niệm ấy. Mắt tiếp xúc với sắc, không nắm giữ tướng chung, nắm giữ tiếng riêng đấy. Mình thấy những cái cảnh trần ấy là giả tạm, là vô thường, là bất tịnh. Tức là mình đừng có nghĩ cảnh này là thường, là ngã tịnh nhị. Đừng có nghĩ nó đẹp, mà phải nghĩ rằng nó là cái cảnh hôi thối, nó là một cái cảnh bất tịnh. Thì là mình sẽ không còn bị dao động nữa. Đấy là khi mình tiếp xúc với cái trần thì luôn luôn có chánh niệm như vậy để quán sát về cái tính vô thường của nó, về cái tính khổ, về tính vô ngã, về tính bất tịnh của nó. Thì tâm mình sẽ vẫn giữ được cái sự thanh tịnh. Còn nếu như mà mình không có chánh niệm, nó khởi lên cái tham ái với các cái cảnh trần đấy thì nó gọi là ô nhiễm tham dục. Như vậy thì mình cứ siêng năng hành thiền là sẽ chánh niệm nó mạnh lên. Thì đến lúc mình có tiếp xúc với các cảnh vẫn giữ được chánh niệm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Xuân Trọng ạ. Dạ, con thưa sư, tất cả các pháp đều là vô ngã thì có gì là thật ạ? Không có cái ta, vậy con là ai? Cái gì là thật vĩnh viễn ạ? Không có cái gì là thật vĩnh viễn cả, cái gì cũng là giả. Nhưng mà chỉ cái người có trí tuệ thì mới thấy ra được cái giả ấy. Người mê thì thấy cái gì nó cũng là thật. Vậy thì cái con là ai? Thì đấy, thì cái đấy là mình còn mê thì mình chưa thấy mình là ai cả. À, khi nào mình có trí tuệ, mình thấy ra được cái thân này, là đất nước lửa gió tứ đại này, là năm uẩn này, là cái nhân duyên sinh diệt này, vô thường là khổ, thì lúc đấy mới thấy ra được cái vô ngã. Vô ngã trên cái khổ, thấy cái khổ trên cái vô thường, do mình thấy được các pháp sinh diệt. Như vậy thì cần phải thực hành thiền chỉ quán cho đến khi nào mình có được tâm định tĩnh thì mình sẽ thấy được các sự thật như nó là nó, mới thấy được cái thân này là giả. Tất cả vạn vật trên cuộc đời này là giả, nó là giả không thật với người giác ngộ, còn nó là thật với người còn si mê tà kiến, chỉ khác nhau vậy thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Tường Vi ạ. Dạ, con thưa sư, con ở ký túc xá nên không thể có bàn thờ Phật. Sư có thể hướng dẫn cho con cách sám hối tại nhà mà không có bàn thờ Phật. Dạ. Không có bàn thờ Phật. Mình sám hối thì mình hướng về những cái lỗi mà mình đã phạm, mình tự sám hối thôi. Như là mình đã phạm cái lỗi gì về thân, như sát sinh hay là trộm cắp tà dâm, hay là về khẩu hay về ý. Thì chỉ hướng về những cái nỗi ấy, những cái nỗi lầm này là nỗi lầm, hoặc là mình đọc lên cái bài sám hối đấy, thì mong muốn tránh khỏi tất cả những nỗi lầm do thân khẩu ý tạo ra đấy. Thành tâm sám hối ba cái nghiệp thân khẩu ý đấy, mong con tránh khỏi những cái rủi ro khổ đau bất hạnh trong ngày vị lai. Thì mình cứ hướng về những cái nỗi lầm mà mình đã phạm rồi, mình
tự mình nghĩ ra câu sám hối, là con sám hối những lỗi này, con sẽ không phạm nó ở tương lai nữa. Hoặc mình đọc theo cái bài sám hối, học thuộc cái bài sám hối, thì lúc đấy cứ vậy mà đọc lên rồi liên hệ đến những lỗi lầm của mình và có cái tác ý là dứt bỏ, không tái phạm nó nữa, thì đấy là sám hối. Thì sám hối trước Phật cũng được, mà lúc ấy không phải là trước Phật mà mình vẫn sám hối được, sám hối trước Pháp cũng được, sám hối tự mình tác ý như vậy cũng là sám hối rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, một thiền sinh sau thời ngồi thiền rồi chia phước đến một ai đó thì như vậy có được gọi là bố thí pháp không ạ? Hồi hướng nó khác, còn bố thí pháp khác. Bố thí pháp là chỉ khi vị ấy, mình biết một cái pháp gì đó rồi mình chia sẻ trực tiếp với cái người ấy. Là hôm nay tôi được nghe cái bài pháp này, tôi sẽ nói lại cho các vị nghe lại. Đấy là mình chia sẻ những cái mình hiểu biết về pháp học hoặc là mình hiểu biết về pháp hành. Hôm nay tôi được học cái pháp thiền niệm ân đức Phật như thế này, rồi mình lại hướng dẫn cho người khác cũng biết thực hành pháp đấy, thiền hơi thở như thế này, thiền tâm từ như thế này, thì đấy được gọi là bố thí pháp. Hoặc là mình thuyết giảng Phật pháp, thì là bố thí pháp, trao đổi Phật pháp, mình giúp cho những người người ta chưa hiểu biết, người ta hiểu đúng ra, thì đấy mới là bố thí pháp. Hoặc là mình có những cái bài pháp kinh sách gì đấy mình tặng cho người khác thì đấy mới là bố thí pháp. Còn hồi hướng nó không thuộc về bố thí pháp. Hồi hướng thì đấy nó chỉ là cái phước, phước do hồi hướng, chứ cái đấy không phải là bố thí, mà cái phước đấy là phước hồi hướng. Còn những người nào người ta tùy hỷ thì đấy là phước tùy hỷ, nó khác. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Lương Thị Nguyệt ạ. Dạ, con thưa sư, con có thuê nhà và chủ nhà cũ có để lại ban thờ thần tài, thổ địa và ban thờ ông công ông táo. Vậy bây giờ con nên làm thế nào cho đúng pháp của Phật ạ? Ban thờ đấy là do người ta thờ, còn mình không thờ, không phải tín ngưỡng của mình, không ai bắt mình phải thờ cả. Mình theo mình muốn thờ theo pháp của Phật mình thờ Phật, còn những cái của người ta mà là cái nhà đấy mà mình thuê thì mình không được đụng đấy. Còn nếu mà là nhà mà mình mua là của mình thì mình được phép dọn dẹp sửa soạn lại theo ý thích của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Mạnh Khổng ạ. Dạ, con thưa sư, Đức Phật đã thọ ký cho vị nào trở thành Phật Ly Lạc trong tương lai ạ? Trong tương truyền trong thời Đức Phật hiện tại, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca có thọ ký cho một vị tỳ kheo, một đấy là chỉ là tương truyền, còn ở trong chánh kinh thì không thấy có, còn tương truyền có thể trong chú giải hoặc là tương truyền ở trong dân gian gì đó, thì trong tương lai thành Phật Mettê-giá thì có cái điều này rất là phổ thông, được lưu truyền ở trong tăng ni Phật tử có nhiều. Đức Phật có thọ ký cho cái vị tỳ kheo ấy trong tương lai, trong đại kiếp này sẽ thành Phật Mettê-giá ở trong tương lai, nhưng còn rất lâu, chưa phải là sẽ thành Phật trong một sớm một chiều mà rất rất lâu sau nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Tường Vi ạ. Dạ, Đức Phật chuyện gì Ngài cũng biết, thì tại sao trước khi nhập Niết Bàn Ngài lại nói rằng có thể bỏ bớt một số giới nhỏ? Chính vì điều này khiến một số tu sĩ bỏ bớt giới luật một cách đúng luật, một số nơi đạo Phật biến tấu không còn coi trọng giới luật nữa. Tại sao Đức Phật không nói rằng phải giữ nguyên tất cả các giới ạ? Vì giới luật ngay từ thời Đức Phật cũng có lúc thêm vào, có lúc bớt đi, có lúc thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo thời thế. Có những cái giới là để ngăn ngừa những việc ác và ngăn ngừa những cái ô nhiễm, ngăn ngừa cái tham sân si. Thì những cái giới đấy thuộc về chỉ trì, nghiêm cấm, không được vi phạm, không được bỏ đi, thì chắc chắn là không bao giờ bỏ được những giới ấy. Còn có những cái giới vì để phù hợp với cái văn hóa dân gian,
với cái vùng miền này nhưng nó không phù hợp với vùng miền khác. Vì Đức Phật cũng biết là tương lai đạo Phật sẽ lan truyền đến nhiều nơi, nhiều vùng, nhiều quốc độ, nhiều dân tộc, nhiều cái nền văn hóa khác nhau, và có những cái giới nó sẽ làm chướng ngại cho cái người tu đấy. Ví dụ như thời bây giờ, người tu mà ví dụ như thời bây giờ ở Việt Nam này mà muốn đi khất thực không được, mà đáng lẽ ra phận sự của cái một vị sa môn, một vị tỳ kheo là hàng ngày phải ôm bát đi vào trong làng khất thực, cái vị ấy không được đặt cái bếp nấu ăn ở trong chùa. Thế mà căn cứ vào giới luật của Đức Phật, nhưng mà vì xã hội ở đây người ta cấm, người ta không cho đi khất thực, thì chính quyền hay là nhân dân người ta thấy nó trái ngược với văn hóa, không, hoặc là các cái vị sư sãi giả người ta bắt chước, người ta làm náo loạn xã hội nên, vì vậy cho nên các vị tỳ kheo không thể đi vào làng khất thực được. Đấy cũng là một cái giới luật từ thời Đức Phật ở cái địa phương ấy, ở cái vùng miền ấy thì nó còn áp dụng được, nhưng mà đến một cái nơi khác, vùng miền khác lại không áp dụng được. Thì vậy nên là để cho nó không làm khó cho những cái vị về sau này, khi đạo Phật lan truyền đến hay là thời thế có thay đổi, vì ấy có thể linh hoạt về giới luật. Vì có những giới luật thời bây giờ nó không còn tác dụng nữa, nhưng những giới mà liên quan đến tỳ kheo ni bên Phật giáo Nguyên Thủy nó không còn tỳ kheo ni nữa, những cái giới ấy không còn được thực hành nữa, không còn áp dụng, vì đấy là nó có những cái thay đổi như vậy. Nên là Đức Phật chế ra giới là vị tỳ kheo phải nửa tháng mới được tắm một lần, nhưng cái giới ấy chỉ phù hợp ở cái địa phương ấy thôi. Nên là đi đến địa phương khác không phù hợp nữa thì Đức Phật lại cho phép được tắm hàng ngày, thế là đến những địa phương khác. Mà Đức Phật chế ra cái giới đôi khi nó vì cái hoàn cảnh, vì cái lúc đấy, vì cái nguyên nhân, cái duyên cớ, cái lúc đấy phải chế ra cái giới như vậy. Vì các vị tỳ kheo đi tắm quá nhiều, các vị tỳ kheo quá đông, khiến cho vua Ba Xê đã đi muốn đi tắm mà phải chờ các tỳ kheo tắm xong, cho nên là vì đến mãi đêm mới tắm được, đến khi đi vào thành người ta đóng cổng mất rồi, không vào được, vua còn phải ngủ ngoài thành. Vì vậy cho nên là Đức Phật mới chế ra cái giới là để hạn chế các vị tỳ kheo tắm ít lại. Ngài mới chế ra giới là nửa tháng mới được tắm một lần. Nhưng mà về sau đi đến những cái vùng khác thì nó không còn cái chuyện đấy, các chư tỳ kheo không quá đông, cho nên là không có tranh chỗ tắm của ai. Vậy nên là các vị ấy lại được tắm hàng ngày. Hay là Đức Phật chế ra một cái giới là tỳ kheo ni không được ăn tỏi. Là cái nguyên nhân lúc đấy là có vị tỳ kheo đi vào trong làng xin tỏi. Thì người ta bảo sư cô ra vườn đến mần đấy, thì ra sao hết luôn cả cái vườn tỏi, người ta làm mấy bao tải bác về, tham quá thì làm cho người ta chê trách. Thế Đức Phật chế ra cái giới tỳ kheo ni ở cái vùng này không được ăn tỏi nữa. Vậy cho nên là bây giờ nhiều người ta mới, các vị các chùa ni người ta không ăn tỏi, người ta vẫn giữ đến bây giờ. Nhưng mà thực ra nó chỉ ở cái vùng đấy thôi, và nó chỉ áp dụng với một số vị tỳ kheo ni đấy, về cái tánh xấu đấy để ngăn ngừa. Vì cái lúc đấy ở cái nơi nào mà cái người xuất gia quá đông đảo, và có những cái danh nợ nó quá nhiều, hay là vướng vào nợ dưỡng quá nhiều, thì Đức Phật có thể chế ra những cái giới đấy để ngăn ngừa cho những cái vị ấy không làm những cái, không tham lam quá, không làm mất uy tín của giáo hội, của tăng đoàn. Vậy nên là có những cái giới luật nó phù hợp ở cái thời điểm ấy, nhưng nó không phù hợp thời điểm khác. Như là 20 năm đầu Đức Phật không chế giới mà, vì lúc đấy tăng chúng chưa quá thịnh hành. 20 năm sau thì Đức Phật bắt đầu chế giới, giới buồn sẽ ra rất nhiều. Thì cái lúc ấy chư tăng đã quá đông đúc, quá đông đảo, một cái hội chúng quá đông thì giới luật càng cần phải siết chặt. Còn ở những cái vùng hẻo lánh ít người xuất gia thì cái giới luật này áp dụng ở cái mức nhẹ nhàng hơn. Vậy nên là Đức Phật mới di huấn như vậy. Sau này nếu muốn thì các tỳ kheo có thể bỏ bớt những giới luật nhỏ, những giới luật nhỏ nhặt. Đấy là thì cái câu đấy là có, và cái câu đấy không phải là Đức Phật không tiên tri trước được, mà cũng có nhiều người sẽ lạm dụng vào cái câu nói đấy mà bỏ cả những giới trọng, bỏ cả những giới lớn. Nhưng mà cũng có những người thì biết như thế nào nó phù hợp. Thì cái này nó tùy ý từng người, ai tu như thế nào, ai tu người đắc, ai phạm giới thì người đấy sẽ bị quả báo của cái việc phạm giới ấy. Còn ai giữ giới thì người ấy sẽ được phước lành của cái sự giữ giới ấy.
mình giữ giới là vì lợi ích của bản thân mình, còn người khác phá giới thì đấy là cái việc của họ, thì họ sẽ chịu quả báo của cái việc phá giới đấy, không liên quan gì đến nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Quỳnh Dương ạ. Dạ, mấy tháng trước con có ngồi thiền niệm hơi thở đếm sủ tức, và trong 3 ngày đầu con ngồi khoảng 10 phút thấy có ánh sáng xuất hiện, mà lúc đó con có hơi bất ngờ nên ánh sáng chỉ xuất hiện vài phút là mất. Những ngày tiếp theo con có ngồi 15 phút thì con cảm thấy tâm nhẹ nhàng và có ánh sáng nhưng không xuất hiện lâu. Con có nói với mẹ con thì từ lúc đó đến nay con ngồi thiền thì không thấy có ánh sáng nữa. Hiện tượng này là sao ạ? Nếu như mình ngồi thiền mà có một cái có một cái sự tiến bộ gì, có một cái thành quả gì mà đi khoe với người khác là sẽ mất, vì cái lúc cái tâm nó động lên, nó dao động lên, hoặc là nó hào hứng quá, hoặc là nó ngã mạn lên một cái là mất rồi. Vậy nên nếu mà tập thiền tốt nhất đừng có khoe với ai. Nhưng mà nếu như mình đi trình pháp với một cái vị thầy có kinh nghiệm hơn thì không phải là mình khoe vị thầy ấy, mà là mình đang đang học hỏi kinh nghiệm để cái vị ấy sẽ hướng dẫn mình tu tiệp tiến bộ hơn, thì cái đấy nó không ảnh hưởng gì, cái tâm lý ấy nó không ảnh hưởng. Còn nếu như mình nói với người khác là mình đang muốn chứng minh cho cái người ấy biết rằng mình tu tốt lắm, tu giỏi lắm, là cái ngã mạn nó sinh lên, đấy là một cái cấu uế, đấy là một triền cái, và chính vì cái triền cái cấu uế đấy tâm mình bị phóng dật, bị động, và cái định đấy nó mất đi. Nên là bây giờ hãy tác ý sám hối cái nỗi ấy. Mình đã có cái ý là khoe khoang cái pháp này, cho nên là cái sự tu tập nó bị kém đi. Thì bà nhớ lần sau đừng có khoe, đừng có nói cho ai biết, thì mới có thể tiến bộ được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Quỳnh Dương ạ. Dạ, con làm nghề bán hàng nhà hàng tiệc cưới, con tư vấn nhận tiệc khách đặt tiệc. Dạ, con dạ như vậy nghề của con có phạm tới gián tiếp sát sinh không ạ, và con có thể tiếp tục công việc này hay không? Đặt cỗ đám cưới, đặt cỗ thì mình đến nhà hàng mình đặt, thì cái nhà hàng ấy mà người ta đi tìm kiếm thực phẩm thì mình không sao. Còn nếu như mình đến cái nhà đấy mà người ta trực tiếp giết mổ, mình biết là cái nhà này người ta nhốt những cái con thú lợn gà ở đây, và nếu ai đến đặt thì họ sẽ giết mổ những cái con vật ấy và họ sẽ làm thực phẩm. Thì nếu như mà mình làm như vậy thì mình mới phạm khi mình đi đặt trực tiếp như vậy. Để đặt trực tiếp cái người mà người ta giết mổ ấy thì mình phạm. Còn mình đến mình đặt ở cái nhà hàng ấy, rồi cái nhà hàng ấy người ta không trực tiếp giết mổ, mà người ta đi tìm kiếm cái thực phẩm ở nơi khác người ta làm cho mình, thì mình mới không phạm. Mà cái để mà mình tránh tốt nhất đó là phải mua sẵn, khi người ta làm rồi mua sẵn thì nó không phạm. Còn đặt thì dễ bị phạm, tức là cộng nghiệp sát sinh, nó dễ phạm vào cái nghiệp, chứ mình không có sát sinh, cái đấy nó không phạm vào giới sát sinh, mà cái đấy nó dễ là sinh ra cái cộng nghiệp với cái người sát sinh đấy, vì mình giống như mình đã xúi người ta sát sinh, hay là vì cái mình đặt hàng mà vì vậy mà người ta sát sinh thì mình sẽ bị cộng nghiệp, cũng là tà mạ. Cái này thì nó còn tùy theo tự mình phải xem xét lại xem là cái việc mình đặt ấy họ có từ cái lời nói của mình mà họ có đi sát sinh hay không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngô Đức Phúc ạ. Dạ, xin sư từ bi chỉ dạy cho con cách hành thiền xương trắng ạ. Dạ, con chỉ bộ xương mà ca sĩ nói trắng. Nếu mà hành thiền bộ xương, trên một cái bộ xương của người còn đang sống, mình nhắm mắt vào, mình hướng vào một cái người ở phía trước mình. Mình hướng tâm, nếu như mình thực hành theo 32 thể trược thì tốt nhất. Tóc, nông, móng, răng, da, thịt, gân, xương. Niệm tóc, tóc, nông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 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 xương. Rồi niệm đến bộ xương của cái người ấy. Và nhất là cái xương sọ mình phải quán cho thật rõ. Sau đó đưa tâm lên cái phía đằng sau xương sọ,
của cái người đấy và niệm xương sọ. Cho nên khi cái hình dáng bộ xương hiện rõ ra thì mình để tâm vào cái màu trắng của cái xương sọ đấy và cái niệm trắng. Thì đấy là sẽ thực hành Kasina trắng. Thì cái này nó do cái tâm mình tưởng nó phải tốt, mình tưởng ra cái bộ xương nó phải như thật, mình giữ được cái hình ảnh bộ xương đấy mình lâu. Rồi sau đó mình hướng vào cái màu trắng của cái bộ xương ấy. Ở xương sọ thì nó có cái vòng tròn, nó giống như cái biến sứ trắng. Nếu như mình làm được như vậy thì tốt nhất. Còn nếu không làm được thì mình hãy làm một cái biến sứ trắng ở bên ngoài. Mình có thể ngồi ở bên một cái bức tường sơn trắng, vẽ một cái vòng tròn 30cm, rồi mình ngồi cách đấy khoảng hơn 1 mét, mở mắt ra mình nhìn mình vào màu trắng, rồi nhắm mắt lại, rồi cứ niệm trắng, cho đến khi nào nó có cái tự tướng nó xuất hiện, có cái quang tướng nó xuất hiện thì mình chú trên đấy và tiếp tục niệm trắng nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Xin sư cho con hỏi, khi con thiền quán niệm hơi thở, khi tới xuất hiện ánh sáng trắng, thì mắt cứ muốn mở ra mặc dù tâm con không muốn ạ. Mắt mở ra thì mình nhắm ngay lại thôi, không sao. Có những cái lúc do cái hỉ lạc nó mạnh, cái định nó sung mãn, nó cũng làm cho mình hơi chợt mở mắt ra một tí. Nhưng lúc đấy nhắm ngay lại, không sao. Đừng có thấy mở ra thì đừng có để nguyên vậy, mà tiếp tục nhắm lại rồi nó lại vào định bình thường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Đỗ Thị Hậu ạ. Dạ, mỗi lần con ngồi nghe pháp các vị sư giảng, con lại muốn nhắm mắt. Nếu không nhắm mắt, người con đung đưa, chỉ muốn thiền. Vậy con ngồi thiền trong lúc nghe pháp có bất kính không ạ? Ngồi thiền nghe pháp vẫn được. Khi ngồi thiền vẫn có thể nhắm mắt vào và chú tâm vào đề mục thiền, mình vừa thiền vừa nghe pháp. Lúc nghe pháp thì ngồi thiền được, nhưng lúc ngồi thiền thì không được nghe pháp. Cái giờ ngồi thiền nghiêm túc mình không được mở pháp mình nghe. Còn cái lúc nghe pháp mình có thể được ngồi thiền. Bởi vì pháp có những cái pháp nó quá quen thuộc rồi. Tức là những cái pháp đấy, cái vị thầy giảng những cái pháp nó quá là đơn giản. Nghe pháp đấy giống như là một cái bài mình đã học rồi. Bây giờ nghe lại chán quá thì ngồi thiền vẫn được, không sao. Nhưng mà có những cái pháp rất là mới lạ, có những cái pháp mà mình cảm thấy rất là hoan hỉ, thì tự nhiên lúc đấy mình phải mở mắt ra, tự nhiên mình căng tâm ra để mình chú tâm mình nghe. Thì có đấy là trong lúc nghe pháp mình lựa chọn cái pháp này là phù hợp với mình, và mình sẽ cố ghi nhớ cái câu nói này, cái lời pháp này, thì lúc đấy tự động là mình sẽ mở mắt ra và mình sẽ chăm chú mình nghe vào. Còn có những cái lời nói quá quen thuộc, nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, thì lúc ấy nó không cần phải căng thẳng nữa, mà lúc ấy cứ nhắm mắt ngồi thiền bình thường. Thì vậy cho nên là có thể là cái trình độ về pháp mình tốt rồi, nên là mình ngồi nghe pháp vẫn ngồi thiền được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vân ạ. Dạ, xin sư giảng về thân kiến. Có phải đó là quan điểm coi trọng về cái thân này? Làm thế nào để hết chấp thủ về cái thân? Vì sao con người chú trọng về cái thân hơn là cái tâm ạ? Thân kiến là mình có cái tà kiến về cái thân. Cái thân này chú trọng nó là thấy nó là đẹp, đấy là một thân kiến, đấy là một tà kiến. Mình thấy là bất tịnh thì đấy là chánh kiến. Cái kiến đây là cái thấy đúng hay thấy sai. Và nghĩ rằng cái thân này là vô thường thì đấy là chánh kiến. Mình nghĩ rằng cái thân này nó còn sống lâu dài thì đấy là tà kiến. Có những người nghĩ rằng cái thân này là nạc, hạnh phúc thay ta có cái thân này, thì đấy là tà kiến. Và mình nghĩ rằng thân này là khổ thì đấy là chánh kiến. Nên là thân này là ta, là tự ngã của ta, thì đấy là một loại kiến tà. Và mình nghĩ rằng thân này là không phải là ta, không phải tự ngã của ta, thì đấy cũng là kiến, nhưng nó là chánh kiến. Vậy thân kiến là vậy, là mình hiểu đúng, mình hiểu sai về cái thân này. Mình hiểu sai thì đấy gọi là tà kiến, hiểu đúng là chánh kiến. Cái người có thân kiến là cái người có hiểu đúng về cái thân này, thì đấy được gọi là thân kiến. Mà là không phải là cái thân tứ đại này, mà là thân năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức cũng y như vậy. Chứ nói là nói cái thân, nhưng không phải là chỉ có sắc thân, mà nó bao gồm cả về phần danh ở trong đấy rồi, cái thân năm uẩn mà. Người ta chú trọng cái thân này hơn cái tâm, là vì cái thân này nó mình có thể nhìn thấy được bằng con mắt. Đấy, nó là cái sắc do con mắt mình nhận thức, mình thấy được.
Nên là trong tất cả những cái tham ái thì tham ái đối với cái sắc thân là khủng khiếp nhất, là mạnh mẽ nhất và chi phối ngữ trị tâm trí của con người ta ở mức độ cao nhất. Vậy nên là cái người nào tu tập luôn về thân hành niệm, luôn luôn là cái việc tu tập cần phải vận dụng nhiều nhất, tu tập về niệm thân, thân bất tịnh, quán thọ thị khổ quán tâm vô thường pháp vô ngã. Nói thì nói như thế nhưng cái tâm nó vẫn còn quan trọng hơn. Một cái người dù có thân đẹp đến mấy nhưng mà mình luôn luôn gặp những cái chuyện sầu bi ưu não, sống chìm trong phiền não thì chẳng hạnh phúc gì. Còn một cái người mà người ta có cái thân xấu, xấu như con cóc hay là nó xấu như con khỉ đột ấy, nhưng mà nó cái nội tâm nó an vui, nó vẫn hạnh phúc hơn. Một cái người xấu ơi là xấu nhưng mà người ta không có phiền não gì thì cái người đấy hạnh phúc hơn là một cái người đẹp ơi là đẹp nhưng mà rất nhiều phiền não thì cái người đấy cũng chẳng thấy hạnh phúc gì. Nên là cái tâm nó còn vẫn quan trọng hơn cái thân. Nên tại vì mình không hiểu nên là mình mới nghĩ rằng cái thân quan trọng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vân ạ. Dạ, một cô gái có tính cởi mở, nói chuyện thân thiện và vui vẻ làm một số người đàn ông hiểu lầm là cô ấy có tình ý hoặc muốn gì đó từ người đàn ông. Nhưng thực ra cô ấy chỉ xem họ là bạn bè, trò chuyện vui do, vui vẻ và không có mối quan hệ đặc biệt gì hoặc không muốn gì từ họ. Cô gái ấy có vi phạm giới không? Cô ấy có nên bỏ đi tính cởi mở, ít nói lại và tránh tiếp xúc với đàn ông không ạ? Giới thì nếu cô ấy có cái tâm chánh trực như vậy thì cô ấy không cố ý phạm giới, nhưng mà cô ấy vô ý khiến cho người khác phạm giới, người ta khởi lên ý muốn phạm giới, hay là cái giới của cô ấy là cái giới mà là không được trang nghiêm, không được tề chỉnh, không được nghiêm túc, vì có thể là do cái thói quen sống một cách nó quá là thoải mái về ăn nói cười cợt này, là không có cái hạnh. Nhưng mà một cái người có nết na, một cái người có hạnh, có đức hạnh, có nết na thì người ấy sẽ thấy ra được rằng cái việc mà mình quá thoải mái với cái người khác phái ấy, đấy cũng là một cái xấu. Nó không phải là ác nhưng nó không tốt, nó cũng là xấu. Thì làm như vậy thì đương nhiên là những cái người đàn ông, người ta sẽ nghĩ, người ta lấy bụng ta suy ra bụng người, người ta sẽ nghĩ rằng cái người nữ ấy là người nản nơ, là cái người không đoan chánh, cái người ấy sẽ có cái tánh hư hỏng mới có cái thể hiện ra như vậy. Thì người ta sẽ nghĩ xấu về mình, người ta sẽ không tôn trọng mình. Cái người nữ như vậy vì cái đức tánh như ấy, vì cái nết ấy, vì cái tính tình ấy sẽ không được tôn trọng, sẽ không có giá trị. Vậy nên là muốn mình trở thành một người có giá trị, mình phải rèn luyện, mình phải học tập và mình cần phải dứt bỏ những cái nết nó không được nết na ấy để trở thành một cái người có nết na hơn thì tốt hơn. Thì mình sống như vậy, mình làm động tâm những người khác, đấy cũng là một cái điều không tốt. Vậy nên hãy sửa lại mình thì tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm An ạ. Dạ, xin sư cho con hỏi những đề mục thiền định nằm trong kinh nào, bài nào, xin sư chỉ cho con biết để tham khảo ạ. Ở trong kinh thì có bài kinh nổi tiếng nhất, liên hệ đến nhiều pháp thiền nhất là kinh Đại Niệm Xứ. Ngay trong bài kinh ấy đã nói đến 10 đề mục về thiền quán tử thi rồi, đến cái pháp về quán tử thi. Và trong bài kinh ấy đã nói về pháp quán thân hành niệm 32 thể trược. Cũng trong bài kinh ấy nói về thiền tứ đại, trong bài kinh ấy nói về thiền hơi thở vào ra, về các cái oai nghi niệm, các cái oai nghi chánh niệm tỉnh giác. Còn rất nhiều các cái bài kinh nói về những đề mục thiền khác, như là các bài kinh nói về thân hành niệm, bài kinh nói về thiền hơi thở, có bài kinh nói về thiền tứ đại thì ở trong bài kinh khác cũng nói nhiều. Có những bài kinh nói về các cái thiền tâm từ bi hỷ xả thì cũng rất nhiều bài kinh nói về các pháp thiền ấy.
hay là các bài kinh Tam Bảo về niệm ân Đức Phật, Pháp Tăng, các pháp tùy niệm, thì trong nhiều bài kinh khác cũng nói. Còn pháp thiền như biến xứ các ca xin ná thì cũng có một số bài kinh đó, kinh Tăng Chi phẩm đoạn tận á, kinh Trung Bộ cũng có, những bài kinh nói về các cái pháp thiền, các biến xứ ca xin ná. Thì còn để mà cái bài kinh phổ thông nhất là kinh Đại Niệm Xứ, mình có thể học cái trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ ấy và thực hành theo những cái pháp thiền ở trong kinh Đại Niệm Xứ ấy là đủ để đi đến giác ngộ giải thoát Niết Bàn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, thưa sư, ông bà La Môn Đô Na trong lúc chia xá lợi, ông thấy có chiếc lăng của Đức Phật, ông ghim trong tóc rồi chia tiếp. Đức Vua Trời Thế Thích sau đó thỉnh riêng về đem về thờ tại Bảo Tháp ở cõi trời. Vậy ở đây, việc Vua Trời Đế Thích lấy xá lợi từ ông Đô Na mà chưa được ông ấy đồng ý có được xem là trộm cắp không ạ? Cái trộm cắp là trộm cắp tài sản của người khác. Khi mà mình biết là tài sản này là của người khác, mình biết tài sản ấy là của người khác, mình khởi lên cái ý trộm cắp và mình đã lấy cái tài sản ấy đi thì phạm giới trộm cắp. Còn xá lợi của Đức Phật không phải tài sản của ai cả. Xá lợi của Đức Phật không phải tài sản của cái ông Bà La Môn Đô Na ấy. Ông ấy có cái ý giấu giếm tài sản lên tóc. Ông cũng không phải là có ý muốn ăn cắp đâu. Mà ông ấy nghĩ rằng là ta sẽ xây bảo tháp để phụng thờ cái răng của Đức Phật này. Thì ông ấy cũng muốn vì lợi lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho thiên giới, nhân giới được đến đảnh lễ cúng dường xá lợi của Đức Phật. Thì ông khởi lên cái ý như vậy là để ở đây rồi ta sẽ lập bảo tháp phụng thờ. Rồi lúc ấy Thiên Chủ Sát Ca thì lại cũng có ý nghĩ tốt. Thiên Chủ Sát Ca thì có ý nghĩ rằng ta sẽ lập bảo tháp để phụng thờ xá lợi của Đức Phật để cho chư thiên đến đảnh lễ cung kính cúng dường. Và cái điều đó sẽ đem lại lợi ích lớn hơn, sẽ làm cho rất nhiều chư thiên như vậy mà tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng lợi lạc, tăng trưởng công đức. Thì hai vị đều có cái đức, đều là những người có đang khởi lên những cái tâm thiện. Nhưng mà cái năng lực của cái vị Bà La Môn thấp hơn, nếu như vị ấy có làm thì vị ấy cũng gặp khó khăn hơn mà chưa chắc đã làm được, mà sẽ đem lại cái lợi lạc ít hơn. Còn đối với Thiên Chủ Sát Ca, làm cái việc ấy sẽ đem lại cái lợi ích nhiều hơn. Như vậy thì mình không nên quy vào cái tội trộm cắp ở đây cho hai cái vị thượng thiện nhân vì muốn lợi lạc lợi ích cho đời. Dạ, con thưa sư, có Phật tử lên câu hỏi như sau ạ. Dạ, con thưa sư, con có thói quen tự hành lâm một mình. Sau khi làm xong, con khá ăn năn đây dứt, nhưng một thời gian sau đâu lại vào đấy. Con cảm thấy tâm trí bị lôi kéo, không cưỡng lại được. Con nên làm sao để giải quyết vấn đề này ạ? Cái này cứ niệm về xác chết. Niệm hết xác chết này, bây giờ phải đi đến nhà xác ấy, hay là cứ thấy người nào chết thì đến nhìn cái xác chết ấy. Xong là lấy cái xác chết đấy làm đối tượng, làm đề mục để niệm tử thi, niệm xác chết hoặc vị đấy. Có một cái cách để mà diệt trừ nhanh nhất là ra nghĩa trang ngồi thiền, sống bằng cái hạnh đầu đà ở nghĩa trang. Sống ở nghĩa trang là cái cách diệt dục khủng khiếp nhất, mạnh mẽ nhất, tối thượng nhất. Nhất là nghĩa trang thời ngày xưa, người ta không chôn mà người ta quẳng ở trên mặt đất. Thì các cái xác thối ở trên mặt đất ấy sẽ phân hủy dần dần, sẽ có giỏi bọ hoặc là các loài thú đến gặm nhấm hàng ngày. Vì ấy cứ ra mà ngồi bên cái xác chết đấy mà quán thì chế ngự được cái tâm ái dục nhanh nhất. Hoặc là trong phòng của mình, nếu như bây giờ thì mình không kiếm được xác chết như thời xưa nữa, thì mình sẽ in thật nhiều ảnh xác chết đang phân hủy treo đầy trong phòng. Đi chỗ nào cũng thấy xác chết, lúc nào cũng thấy xác chết. Tâm mình không lìa khỏi xác chết, mắt, tai, mũi, lưỡi mình, các căn mình không lìa khỏi xác chết, niệm xác chết bên ngoài, niệm xác chết bên trong mình. Rồi sau đó mình nghĩ đến ai, nghĩ đến người cùng phái hay khác mái, mình chỉ nghĩ người này là xác chết, xác chết, xác chết. Đấy, cứ niệm niệm như vậy, lúc nào mình thấy mình là xác chết, người khác là xác chết, tham dục với ai thì nghĩ người đó là xác chết, là nó hết. Thì niệm xác chết nhiều, thực hành pháp môn thiền niệm tử thi,
và niệm sự chết trên mình. Có chánh niệm mạnh thì sẽ hết, sẽ chế ngự được hoàn toàn. Còn chánh niệm của mình chưa mạnh, vậy phải bỏ thời gian ra để công phu, để phát triển cái chánh niệm mình đi. Còn nếu như mình không công phu, không phát triển chánh niệm mà lại muốn mình có được tâm thanh tịnh, thì giống như là người nấu cáp muốn thành cơm. Mình muốn thì có cái nhà ở, mình phải bỏ thời gian mà xây dựng. Vậy mình muốn có tâm thanh tịnh thì mình phải bỏ thời gian công sức ra để mà tu luyện thì nó mới thanh tịnh được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ anh Đà Vân ạ. Dạ, con người thỉnh thoảng nghĩ về tương lai và sợ một ngày nào đó mình phải chết. Con nên tu theo phương pháp nào để và tu đến mức độ nào thì tâm con không còn sợ hãi khi đối diện với cái chết trong tương lai ạ? Không còn sợ hãi về cái chết thì cái cách nhanh nhất cũng là niệm về sự chết. Lúc nào cũng niệm mạng sống thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn là sẽ chết. Cứ niệm như vậy là cái tâm sợ chết nó dần dần nó sẽ hết đi. Còn tại vì mình không dám nghĩ đến cái chết, mình không dám đối diện với cái chết, mình không dám tưởng niệm đến cái chết, mình không dám chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chết thì mình mới sự chết. Còn chấp nhận sự thật ấy, mình thức tỉnh về cái chết ấy thì mình sẽ tự tại với cái chết. Đấy là cách nhanh nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Hòa. Dạ, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở, thỉnh thoảng con có tác ý tập trung vào hơi thở, theo dõi hơi thở thì có được không ạ? Có một hôm con ngồi thiền 3 đến 4 tiếng, khi tâm đang theo dõi hơi thở, đột nhiên con nghe thấy tiếng giống như người hay con gì đó thở gấp. Toàn thân con rùng mình như có luồng điện chạy qua, thoáng qua giây lát. Cảm giác rất gần mà con ngồi một mình trong phòng nên con đã rất sợ định mở mắt. Nhưng con nghĩ khi ngồi thiền gặp hay nghe thấy gì cũng chỉ theo dõi hơi thở nên con cố gắng không mở mắt, cố gắng tìm lại hơi thở, do sợ hãi nên tin bẩm nhanh. Sau mấy phút con mới theo dõi lại hơi thở như bình thường được. Con mong sư giải đáp cho con biết âm thanh đó có phải do tưởng tạo ra không ạ? Với một người chưa có định, một tiếng lá rơi cũng làm cho vị ấy nông tóc dựng ngược. Nên trong bài kinh Đức Phật nói vậy này. Nên cái tiếng động ấy nó sẽ luôn luôn làm cho người ta bị hoảng sợ. Nhất là trong đêm là người ta hay nghĩ đến những cái cảnh ma quái nọ kia, cho nên là người ta càng hay liên tưởng như vậy. Nếu như mình là người nhát tối thì thôi đừng ngồi thiền ban đêm, ngồi ban ngày. Ngồi thì phải bật điện sáng lên nó cũng đỡ sợ đi. Thì đấy nó chỉ là cái tưởng thôi. Với người mà có định sâu rồi thì nó sẽ đỡ sợ đi. Quên nó đi, đừng nhớ nó nữa. Lúc đấy hướng tâm đến niệm ân Đức Phật hoặc là rải tâm từ một chốc, nó an tâm lại, sau đó lại quay về hơi thở được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tử Hành ạ. Dạ, con thưa sư, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát có thật trong lịch sử không ạ? Trong Kinh Nikaya, trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Trong Kinh Phát Triển thì mới có. Dạ, con thưa sư, con đọc câu hỏi từ hành giả Minh Châu ạ. Trong mấy thời thiền gần đây, con thường ngồi khoảng 1 đến 2 giờ. Trong khoảng 1 giờ đầu, con vẫn bắt đầu bằng sự theo dõi hơi thở ra và vào nơi cửa mũi. Rồi con thấy như có đà quán tính nhanh vào sâu hơn. Sau đó con thấy hơi thở nhẹ và con cảm thấy đầu con hơi đu đưa. Trong khi đó con vẫn nhận biết được hơi thở vào và ra nhưng không còn rõ ràng như lúc đầu. Con nghĩ là cần tập trung vào hơi thở thì được một lát là con thả lỏng. Và để tự nhiên con lại thấy đầu con không đu đưa như trước nữa. Trong khi đó con vẫn nhận biết được hơi thở rất nhẹ ở trên chóp mũi. Khi đó con không cảm thấy mệt hay buồn ngủ. Như vậy có phải là hôn trầm không ạ? Tiếp theo con nên làm gì ạ? Như vậy là do suy luận nhiều quá, phân tích nhiều quá, phán xét nhiều quá, quan sát chi tiết quá, tỉ mỉ quá. Và như vậy thì nó căng thẳng quá. Cần ngồi thản nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, tự nhiên hơn. Và quan sát ít hơn. Hơi biết thôi. Và đừng suy luận, phân tích, nhận định, đánh giá nó thế này, nó thế kia, nó, lúc này nó thế này, lúc khác nó thế khác, lúc này nó mạnh, lúc này nó yếu, lúc này nó nặng, lúc này nó nhẹ. Đấy là những cái mà mình phải mặc kệ nó.
không quan tâm đến những khía cạnh không cần thiết ấy, chỉ cần biết là nó có hơi thở đang đi vào đi ra, biết một cách vừa phải như vậy thôi. Còn nó hôn trầm cũng không sao, để nó vọng tưởng một chút nó không sao, chỉ điều chỉnh cái mức chú tâm quan sát của mình sao cho nó ở cái mức vừa phải, không quá mạnh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Nhiên ạ. Dạ, quan niệm về chữ hiếu trong Phật giáo có phải chiều chuộng mọi yêu cầu mong muốn của cha mẹ, ông bà hay không? Bản thân con có ý niệm sống độc thân, độc cư để thuận tiện giữ lưới và hành pháp nhà Phật, hoặc nếu đủ cơ duyên xuất gia trong tương lai. Cũng chưa từng hứng thú với ái dục từ bé đến lớn, nhưng hiện tại con đã 25 thì rất nhiều người xung quanh dùng nhiều lý do bao gồm báo hiếu thúc ép con kết hôn, nối dõi mỗi lần con về nhà. Con lấy do bận sự nghiệp nhưng không hiệu quả, chưa biết dùng cách nào để họ hiểu và dừng thúc ép lại. Con mong sư hoan hỷ chỉ điểm giúp con. Hiếu có rất nhiều cách để trả hiếu. Người trả hiếu bằng cách là mình luôn luôn nhớ đến cái công ơn của cha mẹ mình. Tức là trong tâm mình không quên, không vô ơn, quên ơn. Thì cái người đấy là hiếu đâu. Cái người thì hiếu là mình phải làm sao cho cha mẹ mình vui. Và cái người cha mẹ mình muốn mình làm việc gì mình sẽ cố gắng làm cái việc đấy để cha mẹ mình vui vẻ, hoan hỉ, thì đấy cũng là cái hiếu. Nhưng mà cha mẹ là người phàm, còn phiền não, còn tham sân si, đôi khi cha mẹ muốn mình làm một cái việc xấu hoặc làm những cái việc mà mình không làm được thì sao. Nên không phải là cái hiếu là mình cứ phải làm một cái việc gì đó mà cha mẹ hài lòng mà mình không thích, hay là nó không thuộc vào cái tư tưởng của mình. Thì có những cái hiếu nó có ở cái mức độ khác nhau. Có những người biết là ta làm việc này có lợi trước mắt nhưng nó có hại lâu dài về sau. Như cha mẹ bảo mày đi vào rừng bắt cho ta con hiêu về ta ăn thịt, hay là đi vào kia ăn trộm như ta cái này kia, thì cái đấy nghe cái gì cũng nghe là chưa chắc đã phải là hiếu, mà lại thành bất hiếu. Về hiếu nó cần phải, cũng cần phải có trí tuệ, biết là cái gì có lợi nạc, có lợi ích cả ở hiện tại và tương lai thì làm việc ấy mới là đại hiếu. Còn hiếu không có trí bảo sao nghe vậy thì đến lúc gặp những cái bất hạnh về sau. Có những cái việc mình biết là bây giờ mình làm ông bà cha mẹ chắc sẽ phản đối, không hoan hỉ, nhưng mà khi mình thành tựu công việc này rồi nó sẽ có lợi ích cho ông bà cha mẹ ấy. Vậy thì có những cái mà có thể lúc đầu thì không được hoan hỉ đâu, nhưng về sau nó đem lại sự hạnh phúc lợi ích lâu dài. Như thái tử Siddhartha khi xin phép vua Tịnh Phạm đi xuất gia thì vua Tịnh Phạm không cho, ngăn cản bằng được, nhưng mà ngài vẫn cứ quyết tâm phải trốn nhà ra đi để học đạo tu tâm. Sau này đắc đạo rồi thì ngài mới về, ngài thuyết pháp mới độ được cả hoàng tộc, cả cha mẹ đều chứng được niết bàn. Chứ nếu như lúc đấy mà ngài cũng nghĩ rằng ta phải giữ đạo hiếu, phải nghe lời cha mẹ, không đi xuất gia nữa, thì lúc đấy ngài lại không báo hiếu được cái lớn hơn. Vậy thì báo hiếu cái nhỏ không bằng báo hiếu cái lớn. Mình người có trí tuệ biết là nên làm gì cho nó có lợi ích lợi nạc cả hiện tại và tương lai. Dạ, con thưa sư, còn hai câu nữa. Dạ, con thưa sư, con đọc câu hỏi từ hành giả Tịnh Bảo ạ. Con đã ngồi thiền bán già hơn một năm nay, muốn chuyển sang ngồi kết già. Khi ngồi kết già được khoảng 30 phút thì thấy bàn chân dưới bị đen tím do tụ máu, nhưng con vẫn có thể ngồi thêm được. Như vậy có nên tiếp tục ngồi kết già không ạ? Cứ tiếp tục ngồi, nhưng mà đến lúc nó đau quá thì mình có thể buông ra. Buông cái tế kết già ra, nghỉ một lúc, rồi sau đó lại tiếp tục khoanh lại và ngồi tiếp. Thế nên là nếu như mình muốn rèn luyện cho cái sự kết già nó trở nên thuần thục, nó sẽ trải qua cái sự đau nhức mất một thời gian. Nhưng sau khi nó chai lại rồi, nó không còn đau nữa, thì lúc đấy mình có thể ngồi kết già cả ngày được. Vậy thì cứ cố gắng rèn luyện rồi sẽ vượt qua được cái giai đoạn đó. Dạ, con thưa sư, con đọc câu hỏi từ hành giả Phạm Chiêu. Dạ, xin sư cho con hỏi, khi đang thiền niệm hơi thở được khoảng 30 phút thì chuyển sang thiền tứ niệm xứ có được không ạ? Hay phải đạt định trong thiền niệm hơi thở mới được ạ? Hành thiền niệm hơi thở cũng có những người thì hành một chút cho nó an tâm.
rồi sau đó chuyển sang hành đi thẳng vào thiền quán. Cái người thực hành theo pháp thuần quán thì người ta chỉ hành thiền hơi thở một chút để cho tâm nó nắng lại một chút, rồi sau đó chuyển sang thiền quán. Còn có những người đi theo nội trình chỉ quán thì sẽ hành thiền hơi thở cho đến khi đắc được tứ thiền, vào được sơ nhị tam tứ thiền rồi mới chuyển sang thiền quán. Đấy là với người đi theo nội trình chỉ quán. Còn với những người đi theo nội trình thuần quán thì chỉ chú trên hơi thở một chút cho tâm bớt năng sang đi rồi quay sang quán ngay. Thì đấy là có hai con đường mình đều có thể thực hành được, lựa chọn một trong hai con đường ấy. Dạ, con kính bạch sư đã hết toàn bộ tất cả các câu hỏi trong buổi hôm nay ạ. Dạ, đúng. Buổi hồi hướng. Idame bunyam asawakhajam vaham hotu idame bunyam nibbanasa vachajo hotu mama bunya param sabbasathanam pachemi te sabbe medamam punya param napandu sadhu sadhu sadhu.